bữa nào em tắt thử cái cục sạc này, thực ra em cá nhân em vẫn dùng mà. Thế nó ổn mà, có bị loạn đâu. Em không chơi game. Em thì em không chơi game. Không có thói quen vừa sạc vừa dùng máy. Cảm ứng chỗ nào được chỗ đấy mà. Sạc vẫn là sạc điện.